Rồi hello, chào tất cả các anh em nha. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, thì mình đang có mặt tại cảng Lưu Tết, quận 7 anh em. Đó, thì đầu tuần chúc anh em thuận lợi trong công việc cũng như là nhiều niềm vui nha. Thì hôm nay mình sẽ về khoảng 6 con anh em, 6 con, 3 con 140 và 3 con 300. 140 thì có 2 con bánh lớp, 1 con bánh xích. Đó, 300 thì có 1 con đời 2010 và 2 con đời 2011. Rồi mình sẽ đi một vòng quay cái máy, mình về và quay cái máy có mặt tại bãi cái lưu tết nha anh em. Đây, trước mặt anh em là con đu san nè. Con đu san. Bên đây là con máy gì? Đó. Con này là lâu lắm nha anh em. Những cái clip trước mình đó mình cũng đã quay con này lâu lắm rồi mà chưa có người nhận nha. Đây. Dòng đu san là 140 nè. Trước là 1400 Hyundai. Đây cũng là Hyundai 140. Đu san DX 140 đúp nè. Mấy con này từ khoảng từ đời 2010 trở lên em. Nhìn cabin nó là anh em đoán được à. Đây, con 300. 300 này là máy bên mình nhập về nha. Con này đời 2011 nè em. Đó. Con này cũng đẹp lắm. Nước sơn zin nè. Nước sơn zin luôn. Xích nó nè, Gale. Đây, mấy đường chỉ nè, nó chưa có vì ấy nha, chưa có bị gơ, chưa có gì đâu. Còn ok lắm. Xích còn dày lắm nè. Đó. Con này đời 2011 nè anh em. Bánh răng nó gì? Gầu. Gầu này gầu khối 2, khối 27. Có tháo lắp nhanh luôn nha anh em. Đường ống búa. Những con này mình đã review nhiều rồi. Thì chủ yếu là mình quay cái thực trạng hiện tại bên hàng nó về nó như thế nào thôi. Đó. Anh em xem nhìn chân nè. Ồ. Đẹp chưa? Đẹp long lanh chưa? Con này rửa chưa rửa, rửa ra cái là nhìn đẹp lắm. Này là mỡ thôi. Mỡ bò bơm thì chạy ra thôi. Đây. Đây nè. Mình lấy cabin cho anh em xem nha. Mở cabin nè. Đây. Đẹp chưa? Gắn bằng giấy niêm phong nè các bạn nha. Đó. Cabin nè. Dòng 300 hiện tại, dòng 300 với dòng 140 mình bên mình bán chạy lắm nha anh em. Về con nào là hết con nấy à. Đây nè. Đẹp thì thôi rồi luôn. Rồi. Cho anh em sơ bộ thôi, bữa sau mình sẽ review chi tiết luôn. Con này con 2009 LC chữ 7 nè. Con này mình hôm bữa mình ở bãi hiện tại đang còn một con. Đó. Đu san. Về chủ yếu là cảng này về đu san với thằng Hyundai nhiều anh em. 1400 nè. Con này máy cơ nè, 1400 dòng chữ 7. Đây. Đẹp. Đẹp long lanh luôn nè. Trong này có đu san. Đây. Con máy của mình nè anh em. Con này đời 2010 nè. Đó, Hyundai có camera nha, camera ve nè. Lam nè, lam còn dày lắm. Đó. Lớp nó cũng còn ok, lớp nó cũng còn khoảng 80% nè. Đây. Dàn gầm nè. Đây dàn gầm nè. Đó. Này là máy chưa dọn chưa gì nha anh em. Quay trực tiếp cho anh em xem luôn đấy. Đó. Cabin. Nói chung bề ngoài của con máy thế này là khá là ok á. Gầu nè. Gầu này là gầu múc cát mà. Trộn xi măng anh em. Ở bên nó trộn xi măng. Còn tất cả dòng 140 với 300 đều có tháo lắp nhanh nha. Đường ống búa nè. Sơn còn nguyên bản hết. Con này thì nó thay cái ti mới nè. Cái ti màu xanh như thế này là ti mới của Hyundai. Bình thường của nó là ti zin của nó là màu ghen như thế này. Con này đẹp lắm luôn nè. Nước sơn nè. Cho anh em xem bơm nha.
Rồi bơm ở đây đẹp thì thôi rồi luôn. Đây có con cát nè, Hyundai. Đợt này về Hyundai khá là nhiều anh em, bên này cũng Hyundai thôi. Đó, 4-5 con Hyundai gì đó, 140. Bên này cũng vậy, bên này cũng Ulsan và Hyundai thôi. Bãi này nó về nó không gom lại một chỗ nhưng mà nó để khá là nhiều nơi. Quay cho anh em xem. Thì Hyundai chủ yếu là bây giờ bên những cái dòng thấp, đời thấp thì nó hiếm lắm em. Chứ bây giờ là chỉ nhập đời cao thôi. Hai đồ xanh đẹp không em? Nhìn cách luôn á. Hyundai nè. Hyundai nè. Mấy cái xe ben luôn. Đó, tôi coi cái quay to con này nè. Con này do bển nó bên khách chủ cũ á, bên hàng người ta kỹ á, ta gắn thêm những cái vải lau phía dưới nè, đặng khi mà quay cái to đi nó sẽ nhìn rất là đẹp. Đó. Đây cái chân đó nè. Con này đời 2010 nha anh em. Đời 2010. Đây. Bên kia là con 1400 triệu 7, cái dòng nó tầm khoảng đời 2008 2009, tại vì cái cabin nó cabin đen á. Trong cũng còn một con Dusan gầu, anh em xem cái gầu này. Gầu còn luôn nước sơn zin luôn này. Con này thì bữa sau về khi mình rửa gáy đầu ga xong rồi mình sẽ quay chi tiết từng con cho anh em xem nha. Giờ mình sẽ qua bên cái kho cũ bên Lotus, cái kho cũ bên kia thì bên kia mình quay cho anh em xem thêm ba con nữa, là 2300 với một con 140 bánh xích nha. Đây nha anh em, cái con 140 bánh xích là C đây, con này đời 2008 á. Đây anh em nhìn đẹp không, nó sơn đẹp lung linh luôn. Để lại một con, đây là phía này là phía dưới chân cầu Phú Mỹ Hưng nè. Một con 300 nhất trong này và một con 300 nhất trên, con 380. Đây tí nữa mình sẽ quay đi lại đó, mình quay chi tiết cho anh em xem. Đây con này nước sơn nè, sơn zin luôn nè. Ở bên cái này nó hàng gia cố thêm để chống da đập nè. Qua cái đỉnh đập vô nó sẽ có chả đó, không sao. Em coi cái bánh răng đây nè. Motor di chuyển, ta gọi là motor di chuyển đó. Đây còn dày lắm nha, xích nó cũng còn ok lắm á. Đây được sơn này, xem đẹp lung linh luôn. Con này giá thì hơn 800 triệu thôi anh em. Anh em xem cabin này nha. Ui, sao cứng vậy ta. Ủa, phải nó bị vấn đề gì anh em. Về mình xử lý sao. Kính này mình về thay luôn nè. Kính này thì nó bị bể rồi. Anh em xem cabin. Ui, cái này buổi trưa hơi chá nha. Em chịu khó xem xíu. Đó, sạch bóng luôn. Nước sơn vẫn còn rửa ra là nó xanh chạnh luôn anh em. Đây. Đây nè. Vẫn còn nước sơn zin. Máy này xe này còn cứng lắm. Về này thì mở thôi, cái bằng này mở nó chảy ra thôi. Mấy cái tí vô nè. Gầu này. Gầu này về nếu mà anh em không thích cái gầu này thì mình sẽ đổi cái gầu găng cho anh em. Đó lắp nhanh. Đẹp lắm nha. Cho anh em xem động cơ. Đây. Quay to nó nè. Dàn. Khử luôn. Đứng lên đây, đứng lên anh quay cho. Đây nè. Con này sử dụng động cơ Cummins nha. Cummins 4 máy. Máy cơ. Đây. Sử dụng heo dầu nè.
cái kim phun, bốn kim phun đưa lên đường này, bốn kim phun nằm đây, 1, 2, 3, 4. Bên này thì có con 2009 xe chiều 3. Con này bữa mình có quay ở bãi mình đang cầm con. Bên này đô xanh, những con này đời 480, con này đời cũ này. Nổ sơn hết. Đây mình sẽ qua, bây giờ mình sẽ qua mình quay con 300 cho anh em xem nha. Hai con 300, con đời 2010, con đời 2011. Con lúc nãy mình quay đó, quay đời 2011 rồi. Bên này thì nó còn một con đời 2010 với 2011 rồi. Cảng lưu Tết đợt này về sắt thép cũng khá là nhiều anh em. Cái này là cái bãi cũ nha, cái kho cũ thôi đó. Mới nãy cái lúc ban đầu mình đứng là đứng bên cái kho mới bên đó đó, anh em thấy không? Đây, đây là một con 300. Đây anh em, con 300 này còn cái bao vệ ti luôn kìa. Ui, đẹp lắm anh em. Đây nè, gặp là khô gan luôn nè. Chừng nữa nè, bơm này, bơm cà phê, bơm cà phê là bơm thịnh hành đó nè, nhiều nhiều dòng nó cũng sử dụng bơm cà phê rất là nhiều. Gầu này, gầu này mình về lặp lại má phanh, có thổi lắp nhanh đường ống búa, ti bộ dây ti bình thường rồi nha. Mình sẽ qua đây quay tiếp một con 300 nữa cho anh em xem. Đây, nó nằm bên này anh em. Nằm dưới chân cầu luôn nè. Giờ này là khoảng 11 giờ 30 phút trưa anh em. Nắng quá nắng luôn. Đây, cái bến nè. Khi mà tàu nó cập cảng, cập sẽ cập chỗ này. Rồi cặp bên kia, anh em thấy không? Đây, đây còn 380 là C trừ 9XH nha. Nhiều anh em cứ đọc là 95H nhưng không phải, trừ 9XH. Đây, con này con máy mới, thì máy mới thì khỏi phải suy nghĩ nè. Rồi, đẹp nhất nách luôn. Con này con 3007. Đây con 300 bên đây anh em. Đó, em thấy chưa? Thấy siêu phẩm chưa? Nước sơn nè. Ôi, không một vết xước luôn nha. Đèn trưng nè. Đó. Không một vết xước. 300 LC. Quá đẹp nè em. Đây, bên đây cũng còn khá là nhiều dòng, nhưng mà hầu như là đô xanh với Hyundai thôi, chả có những cái dòng khác đâu. Đó, thì nói chung là clip cũng dài rồi anh em, mình quay một vòng sơ bộ cho anh em xem vậy thôi, những cái máy mà mới về như thế. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho mình, số điện thoại mình là 0909 91 6091 nha, số điện thoại mình có để bên dưới đó. Về giá cả anh em cứ alo cho mình. Đây, ủa, những máy này đều qua sử dụng hết nha. Đây, đây mình có bán thêm cái dòng này nữa anh em. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho mình bán luôn nha. Cũng là Hyundai. Đó, xe này xe gì thì anh em cũng biết rồi. À, hầu như chắc anh em cũng không muốn đi cái dòng xe này đâu ha. Đây. Tàu bên kia nè. Rồi. Mình kết thúc video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video sau.
Thì anh em nào thích cứ đăng ký mình để cập nhật những cái tình hình máy mới bên mình về, cũng như là những cái dòng đã qua sử dụng rồi. Mình thì về máy thường xuyên, quay thường xuyên, review chi tiết cho anh em. Anh em cần cái dòng nào cứ comment bên dưới nha, mình sẽ review chi tiết con đó cho anh em xem. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em.